Namo Sankhaya cha, con kính ơn lễ ngài Tề Siêu mới quang lâm đạo tràng. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thỉnh ngài Tề Siêu từ bi hoan hỷ thuyết giảng môn vô hôm nay. Namo Sankhaya. Không biết đại không biết ngài Tề Siêu có nghe được tiếng ngài. Và thay mặt đại chúng con xin được cung thỉnh ngài Siêu ạ. Dạ, con cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sẵn Khai Giả Pháp Chư Thị Văn Đi Tị Phật. Kính chào Thầy Tổ Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nguyên Thông. Thân chào tất cả quý vị và Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đang rất là phân vân về cái việc mà dạy vi diệu pháp cái phần hiệp lực, bởi vì cái phần hiệp Phật này rất là tinh tế. Không phải nó dễ như là chúng ta học cái phần ý nghĩa và chi pháp của duyên hệ trong đời sống thường nhật. Nó cũng không phải dễ như là những cái câu yếu tri ở trong mỗi duyên hệ. Nó cũng không phải dễ như là cái phần tấu học duyên hệ mà chúng ta bước qua cái phần hiệp lực đó, thì là khó nhất. Học duyên hệ mà chúng ta học cái phần hiệp lực, hôm nào mà chúng ta mệt mỏi chúng ta học không được, chúng ta bị phân tâm vì công việc chúng ta học không được. Và thời chúng ta đi vào nửa chừng buổi học thì chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Cho nên cần cái sự hợp tác giữa cái vị giáo thọ và các học viên. Ở đây khi mà chúng ta học về hiệp lực Katana, chúng ta phải hiểu đây là cái cách trình bày khí cảnh chi pháp gốc. Chi pháp gốc đó tức là trong 27 duyên chúng ta lấy duyên nào làm chủ đề cho bài học thì chúng ta lấy, chúng ta gọi duyên đó là duyên pháp gốc, cái pháp duyên gốc. Dựa vào duyên gốc đó, chúng ta lấy cái chi pháp để chúng ta tìm những cái mạch lực duyên. Chúng tôi sẽ trình bày các mạch lực duyên cùng với cùng hiệp trợ theo cái câu yếu tri
Khi mà chúng ta học về tấu hợp đó, là chúng ta nêu câu yếu tri của duyên chi pháp và câu yếu tri của duyên gốc, rồi chúng ta tìm những duyên nào mà nó có xuyên qua một vài chi pháp trùng với duyên gốc cũng được, chúng ta cũng lấy đó để làm tổ hợp được. Nhưng ở trong trường hợp này là chúng ta lấy chi pháp rất là chặt chẽ, có nghĩa là chúng ta lấy duyên gốc, chúng ta trước hết là lấy chi pháp của duyên gốc. Thí dụ như chúng ta lấy sáu nhân tương ưng trợ cho 103 tâm hữu nhân cùng 52 sở hữu, 17 sắc tâm và 20 sắc nhiệt tế tục. Chúng ta lấy cái chi pháp đó để chúng ta làm cái duyên, làm cái chi pháp cho duyên gốc là nhân duyên, thì sáu nhân tương ưng cho nên là nhân duyên. Rồi cái chúng ta mới lấy ở trong 15 duyên của chúng khâu sanh đồng giống với nhân duyên, chúng ta lấy trong đó chúng ta nhập chung lại với duyên gốc, chúng ta tìm coi. Thí dụ như ở trong mười bốn duyên chúng khổ sanh đó với duyên gốc là 15 duyên. Thí dụ vậy, 15 duyên này nếu mà lấy kể theo chi pháp ba nhân tương ưng, tâm sở phối hợp, 17 tâm, 20 sắc nhiệt tế tục, với chi pháp như vậy thì chúng ta lấy đi xem coi duyên nào với duyên gốc nó yếu tri, nó hiệp lực được cái qua các cái câu yếu tri. Cái này nó đi ngược lại với cái kia. Tấu hợp thì nêu câu yếu tri để tìm cái duyên tấu hợp, nhưng mà đằng này chúng ta lấy chi pháp và duyên gốc duyên ngọn rồi mới tìm ra câu yếu tri. Khi mà chúng ta học về hiệp lực, chúng ta mới thấy cái nhất thiết chủng thiết Phật vô cùng vô tận. Ở trong Atthasalini chú giải của bộ đầu tiên của Tạng Diệu Pháp, chú giải đầu tiên của Tạng Diệu Pháp tức là giải về cái bộ Thamasangani, thì ở trong bộ Thasalini có nêu rõ là khi mà Đức Thế Tôn bình thường thì hào quang của Ngài tỏa khắp cho thân ra, từ thân ra một sải tay chỉ là màu trắng, trắng sáng chiếu diệu. Khi Ngài thuyết pháp hay Ngài suy xét các cái vấn đề khác của bệnh cũng là hào quang đó. Nhưng khi mà Đức Thế Tôn Ngài vận dụng đến nhất thiết chủng trí để Ngài nghiệm ra duyên hệ là định lý khởi sanh các pháp hữu vi, thì khi đó nhất thiết chủng trí của Ngài vẫn đến mức thượng thừa, nên hào quang của Ngài tỏa sáng sáu màu.
và toán rất xa. Khi đó trên cung trời Đạo Lợi, khi Ngài thuyết về duyên hệ đó, thì hào quang của Ngài áp cả hào quang của các vị chư thiên. Hào quang của các vị chư thiên trở nên tối, cũng giống như khi ánh trăng mọc lên thì ánh sáng của các vì sao nó không có hiện rõ. Ở trong Athasilidhi cũng có một thí dụ khác. Trí tuệ của Đức Thế Tôn khi mà Ngài suy nghiệm những cái định lý khác thì cũng giống như là con kỳ ngư mà nó đang lội trong cái hồ sông cạn và chật hẹp, chỉ vừa cho thân của nó lội thôi, lội theo cái đường thẳng. Như đến khi kỳ ngư đó mà ra khỏi cửa sông và nó đi vào biển cả đại dương mênh mông, thì lúc bây giờ cái khối nước vô lượng này mới đủ chỗ để cho con kình ngư đó vẫy vùng bơi lội. Trí tuệ của Đức Thế Tôn khi mà cái nhất thiết chủng trí khi mà lặn lội ở trong cái định lực duyên hệ bất tha nó bất trì giác cũng như thế. Thí dụ chúng ta có một thí dụ khác, thí dụ như một người có sức mạnh khi mà họ nhấc lên khúc gỗ hay là một cục đá thì họ không cần phải dùng sức nhiều, nhưng mà đến khi họ nhấc lên một tảng đá hoặc nhổ lên cái thân cây đang cắm sâu xuống đất, thì lúc đó họ phải vận dụng, người ấy phải vận dụng hết cái thần công lực của họ, cái sức mạnh của họ. Ở đây cái định luật về duyên hệ thâm sâu khó hiểu, nó cũng giống như là một cái tảng đá, một cái khối đá của ngọn núi vậy, là chỉ có người có thần thông lực với cơ thể nhất nổi lên để tăng đá. Mà ở trong duyên hệ đó, thì chú giải khi mà phân tích sắp xếp về cái ý nghĩa cũng như là định nghĩa và nêu chi pháp cái đó dễ, rồi nói đến những cái câu yếu tri của tâm địa thiện lẽ ra trong chánh tạng, thì chúng ta nói đến tâm địa thiện, tâm địa quả, tâm địa thọ, 22 tâm đề, 100 nhị đề,
rồi tam đề nhị đề nhị đề tam đề nhị đề nhị đề tam đề à, nhiều nhiều hơn nữa thưa quý vị, mênh mông như thế đó. Nhưng mà cái đó tìm câu yêu duyên như vậy cũng còn dễ hơn là đi tìm cái duyên tổng hợp. Nhưng mà tìm cái duyên tổng hợp thì cũng dễ hơn là phân tích duyên hệ, hiệp lực duyên hệ. Chúng ta sẽ hỏi rằng nếu mà thâm sâu vi tế như vậy, thẩm thâm vi diệu như vậy, là khi mà đọc mình học mà phân tích như thế thì có lợi ích gì cho cái việc tu tập ở đây thưa quý vị? Một cái vấn đề nan giải, như một bác sĩ khi mà họ chữa bệnh cho bệnh nhân những cái bệnh ngoài da, thì họ có thể chữa được dễ, không cần đi mệt óc. Nhưng mà nếu giải phẫu á thì nó nặng hơn chút xíu nữa. Nhưng mà giải phẫu về xương, về ruột, về gan thì cái đó giải phẫu phẫu thuật cũng cũng nặng nề, cũng mệt lắm. Nhưng mà gặp cái người mà bị bệnh mà phải giải phẫu trên cái bộ não thì thú vị là cực kỳ gian nan, cực kỳ gian nan cho cái vị thầy thuốc, cho vị bác sĩ. Mỗi cái sọ của một người sống khi mà họ té bị chấn thương mới bầm ở trong đó thì mổ lấy ra không phải là chuyện đơn giản. Cuộc đời thì có những cái nó dễ, những cái khó khó, những cái rất khó và những cái cực kỳ khó. Nhưng mà cái tri kiến, cái tà kiến của chúng sanh đó, nếu mà chúng ta đọc trong trường bộ kinh, bài kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn ngày nêu rõ, ngày nêu lên với cái trí tuệ của ngài, ngài nhận biết được các vị sa môn bà la môn trong đời họ có cái tri kiến lệch lạc với chân lý, có tất cả là 62 tà kiến. Có những tà kiến khi mà chúng ta đọc qua đó, chúng ta bị nhầm tưởng, chúng ta tưởng rằng là họ có tri kiến hiểu như vậy là đúng, thì tại sao là sai? Nhưng trên thực tế chúng ta cần biết chỗ đó họ quan niệm như vậy, họ nghĩ như vậy là sai. Nhưng mà bây giờ cái tà kiến đó chúng ta trị một cách nào, chúng ta loại trừ cách nào? Nếu chúng ta không có một trí tuệ đặc biệt xuyên thấu qua cái định lý duyên hệ tạo ra pháp hữu vi, thì chúng ta sẽ rất dễ bị sai lầm. Có những cái mà con mắt thường chúng ta nhìn thấy được, chúng ta phân biệt được. Nhưng mà có những cái mắt thường chúng ta không thấy được thì người ta phải dùng đến kính hiển vi để mà người ta mới phân tích được những cái thành phần ở trong máu. Nó vi tế vô cùng. Người ta phải dùng đến cái dụng cụ máy móc đó để người ta phân tích
ở trong máu người ta mới tìm ra được cái con vi trùng bệnh virus ở trong máu. Ở ngoài da mình bệnh mình chỉ cần nhìn mình thấy cái da mà nó nổi nổi sảy nổi mẩn mẩn ngứa đó. Thấy vậy rồi chúng ta thoa thuốc hay thuốc được rồi. Nhưng mà khi mà y học mà họ đặt cái nghi vấn người này hay là bệnh thuộc về máu, về ung thư tế bào chẳng hạn, thì bây giờ thì gian nan kia họ phải đi xét nghiệm sinh thiết những cái đó. Cái tà kiến á, thông thường thường kiến và đoạn kiến chúng ta dễ nhận ra, chúng ta chỉ cần tin lý nhân quả vì báo tính của đời này đời sau là được giải quyết được. Nhưng mà những cái tà kiến mà nó rất tinh vi, rất tinh vi mà chúng ta khởi sanh lên, nếu chúng ta chưa phải là bậc tu đồ quần, chúng ta khởi lên những tư tưởng đó, chúng ta cứ nghĩ rằng ồ cái tư tưởng này là đúng chứ, tư tưởng này nếu so sánh với kinh đối chiếu được thì đâu có gì sai. Quý vị đọc qua cái bộ ví dụ pháp thứ năm đó, bộ cả tâm cái thuốc bộ ngữ tông nói về các cái luận điểm dị biệt giữa các cái tôn phái, mà những cái tôn phái đó là những tôn phái Phật giáo, đều là Phật giáo cả. Nhưng 18 cái hệ phái, 18 cái tôn phái đó, các vị tỳ kheo ở những tôn phái này tôn phái kia, vị nào cũng thuộc nằm lòng tâm tạng, cũng thao thao bất tuyệt hết, cũng là bậc thầy của thiên hạ. Thế nhưng khi mà các vị đó nói lên một lời nói hoặc là thuyết lên một cái quan điểm mà chư vị A La Hán là biết cái đó là nói sai pháp hay là đúng pháp, chứ cái tà kiến là thẩm sâu lắm chứ không phải chuyện dễ chứ. Nó nằm mà nó thuộc về bốn đại dương, mà tri kiến thuộc về bốn đại dương, một trong bốn đại dương. Cái đại dương là sâu thẳm, nhưng mà Uddakasmuddha tức là đại dương về nước đó, thì dầu cho Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương hay là Bắc Âu Dương, mấy cái biển lớn như vậy đó, thì cũng chưa có thấm gì hết nếu mà so với cái biển mà thuộc về cái tri thức đó, cái tri kiến thì nó sâu sâu sắc vô cùng. Nên mênh mông mà chỉ có vị A La Hán chánh đẳng giác như Đức Phật thì ngài mới có thể tìm được những cái cách để giải trừ những chi tiết đó. Khi mà ngài thuyết ví dụ pháp và cái bộ Bát Thà Na, cho nên khi mà chúng ta học bộ ví dụ pháp, bộ Bát Thà Na thì chúng ta học được, chúng ta hiểu được cỡ khoảng chừng một phần ngàn của Đức Phật thôi, là chúng ta cũng có thể tự hào rằng là mình có thể mình ngăn được những loại tà kiến thô. Chứ còn những cái mà thuộc về ngã chấp thủ, chấp ta đối với ngũ quẩn thì cái chuyện đó thì ngàn đời, nếu chúng ta chưa phải là một bậc thánh giải thoát chúng ta cũng khó lắm. Cho nên chúng ta học vị pháp thì tùy cái đó chúng ta nói ra, quý vị cảm thấy rằng mình không có khả năng, cái trí tuệ mình không có khả năng để mình tìm hiểu xuyên thấu, thì trong trường hợp này chúng ta đừng có làm mất cái thời gian để cho mình nghe mà chúng ta không hiểu được gì, chúng ta không nhận thức được gì, thì cái này nó uổng phí.
Thay vì cái thời gian này, cái thời gian chúng ta nghe những cái bài kinh Pháp Cú hay là trong tiểu bộ kinh được thuyết giảng, Ngài dạy chúng ta hãy tu tập về thân, tu tập về giới, tu tập về tâm, tu tập về tuệ, cứ tu tập dần dần như vậy đi. Chúng ta tẩy trừ khấu uế dần dần, lần chút cũng giống như là người thợ vàng mà lọc vàng. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn khi mà chúng ta về duyên hệ một cách hiệp lực. Chúng tôi đã suy nghĩ rất là nhiều từ hồi chiều giờ, chúng tôi đang băn khoăn có nên cho quý vị mạo hiểm dấn thân vào trong một cái kho tàng được chôn sâu ở dưới lòng đất, và nơi đó cái sức của chúng ta không có đủ để chúng ta chịu đựng, bởi vì nó thiếu oxy, chúng ta không có thể thở được. Và khi mà chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hiểu không tới, và chúng ta cố gắng suy nghĩ với cái trí tuệ non nớt của mình thì có thể làm cho chúng ta bị loạn. Cho nên chúng tôi rất là cân phân ở đó. Nhưng mà bây giờ thì bữa hổm nếu như vậy thì cảm ơn Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính đã có gợi ý và mời chúng tôi dạy cái môn thanh tịnh đạo cho lớp học. Chúng tôi nghĩ rằng cái này cũng hay. Nếu mà quý vị đồng ý thì chúng ta cứ học cái môn thanh tịnh đạo đi. Chúng tôi cũng đang tóm yếu lại cái bộ thanh tịnh đạo, và chúng tôi sẽ biết cần phải dạy những gì để cho quý vị học cho nó rõ ràng và dễ hiểu, dễ nắm bắt. Chứ còn thanh tịnh đạo khi mà quý vị đọc văn bản được dịch ra đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng khó nuốt lắm. Ngài Bồ Tát Khô Xá một vị có đầy đủ trí tuệ, Ngài đã xuất gia và đã lào thông tâm tạng do người thầy của Ngài là Ngài Móc Liên Bồ Tát Ấn Độ hướng dẫn. Ngài là người Ấn Độ, một vị sư Ấn Độ. Và khi mà Phật giáo đã trải qua được 500 năm thì lúc bây giờ Phật giáo ở Ấn Độ bị mai một, chưa tất tăng A-la-hán thì các ngài đã viên tịch, còn các vị phàm tăng thì các vị đó. Và chính do bằng môn ngoại đạo
họ trà trộn vào ở trong Phật giáo để trở thành những vị tỳ kheo, nhưng mà các vị đó không học, không hành đúng theo lời dạy của Phật. Với hơn nữa, lúc đó dầu cho đã được cái tập tâm tạng lần thứ nhất, lần thứ hai rồi, nhưng mà vẫn có cái tính khẩu truyền, khẩu truyền muốn thấp và thác, muốn thấp và thác, tức là khi mà kết tập tâm tạng thì một vị thông niệm tâm tạng chỉ đọc thuộc lòng, rồi các vị kia ngồi nghe, các vị tinh tấn ngồi nghe, nghe thì các ngài chấp nhận cái này đúng lời dạy của Đức Phật, không sai sót một chữ nào các ngài ghi nhận. Rồi sau đó mới giao cái trách nhiệm cho mỗi một vị trưởng lão về dạy lại cho đệ tử, và dần dần đi đến chỗ mai một, đến cái thời kỳ đức vua Asang, thì vua đã ngài Minh Đá là đệ tử, chúng tôi xin lỗi vì không phải người có thể khổ sanh, ngài Minh Đá này là đệ tử của vị trưởng La Hán Mokkhaliputta vào thời đức vua Asoka, và ngài Minh Đá này là hoàng tử con trai của đức vua Asoka đi xuất gia cùng với công chúa Sakantha. Hai huynh muội đã đi xuất gia theo Phật pháp và đã chứng được đạo quả A La Hán, thánh ni và thánh tăng. Rồi ngài Mokkhaliputta ngài nhận thấy rằng là bây giờ Phật giáo sẽ phải tiêu diệt ở tại Ấn Độ trong nay mai, chỉ có các xứ ở lân cận Ấn Độ thì mới có thể phát triển được. Do đó cho nên đức vua Asoka cùng đã cử thỉnh chư tăng đi hoằng pháp, truyền bá Phật pháp qua các xứ lân cận. Riêng về ngài thánh tăng Mahinda thì ngài cùng với năm vị nữa dùng thần thông đi đến cái xứ Sri Lanka, Ích Lan bây giờ, thì ngài ngự ở đó. Trước tiên là ngài đã thu phục được vua đi qua năm vị giới sát, vị vua Thích Lan. Rồi ngài được thỉnh vào bồi cung để thuyết pháp với một vị thánh tăng A La Hán có đầy đủ tuệ phân tích này, đã thiết lập Phật giáo ở tại xứ Thích Lan với chư tăng đông đảo và tín đồ Phật giáo đông đảo. Và cái thời cực thịnh của Phật giáo Tích Lan kể từ đời ngài Ma Hinh Đát dài cho đến năm trăm năm Phật lịch, tức là kể như hai trăm mấy năm bị dịp này Ma Hinh Đát, ngài Ma Hinh Đát ngày qua xứ Tích Lan lúc đó là 240 mấy năm Phật giáo, 240 mấy năm Phật lịch. Và lúc đó các ngài cũng có tập tâm tạng lại. Trước đây thì ở lần thứ ba đó, có tập ở tại Pataliputta do đức vua Asoka chủ xứ tài trợ với cái sự chủ tọa của ngài Mokkhaliputta, nhưng mà rồi cũng bằng khẩu truyền chính là bên đá này quan thiết lập Phật giáo ở tại xứ Tích Lan là mới tập tâm tạng, và xem như là cái tập tâm tạng lại lần thứ tư
Lúc đó thì các ngài đã viết cho mình cái lá, lá bối, khắc chữ trên trên cái lá, lá bối, chúng ta gọi là bối diệp, gọi ta lá bánh lá. Lá cũng giống như là lá thốt nốt, lá dừa, chúng ta xé ra, xé từng mảnh, nhưng mà nó có cái bề rộng của cái mặt lá có khoảng chừng 8-9 phân, 8-9 cm, và chiều dài của chiếc lá nó có khoảng 7-8 decimet. Rồi thế là các ngài lấy chiếc lá đó tô và đem khắc chữ. Cái lá đặc biệt như cái là nếu mà bảo quản đừng để bị ẩm ướt, đừng để bị mối mọt, thì để không như vậy đó thì nó có cái tuổi thọ bền cả ngàn năm lận, nó không bị hư như giấy chúng ta. Giấy chúng ta để cỡ chừng 100 năm, có những biển sách cổ là để người ta bảo quản 100-200 năm, để như là khi mà mình mở ra phải cẩn thận để nó rách. Nhưng mà cái lá bối thì khó lắm. Khi mà chúng tôi qua bên Tết Lan, tôi đến cái chùa Ngà Mên Đá, thì những cái chiếc lá bối được cất giữ rất kỹ và chúng tôi xem xét, thì mặc dù nó có cái nét cũ theo thời gian nhưng mà cũng tốt. Thì ngày viết lên như vậy, thì lúc đó Ngài Đánh Đá, Ngài trong cái đầu của Ngài, Ngài là người Ấn, và trong đầu Ngài thì kinh điển Bali nhiều, Ngài thuộc lòng Tam Tạng mà. Nhưng mà khi Ngài qua Ngài dạy cho dân xứ Tích Lăng đó, thì Ngài vừa dạy bằng cái tiếng Pali, nhưng mà tiếng Pali lúc đó người dân xứ này họ đâu có hiểu nhiều, họ đâu phải người Ấn đâu, người Tích Lan. Do đó cho nên Ngài sử dụng cái ngôn ngữ Tích Lan đó để mà Ngài thuyết pháp cho họ nghe, và Ngài dịch, dịch ở trong đầu Ngài, Ngài dịch Tam Tạng kinh điển bằng cái xứ, bằng cái tiếng Tích Lan để truyền bá ở trong nội bộ xứ Tích Lan này. Và cho đến khi mà Phật là được 500 năm thì lúc đó này Phật Thân Đa Tát này, trước đó Ngài có đi qua xứ đó, Ngài qua xứ Tích Lan, Ngài cũng người Ấn Độ, Ngài qua Tích Lan này với cái mục đích là để dịch thuật Tam Tạng từ tiếng Tích Lan ra tiếng Pali. Nhưng mà Ngài lại do vì chủ già sức yếu cho nên Ngài phải trở về Ấn Độ theo thuyền. Trên đường đi thì Ngài gặp một chiếc thuyền khác cũng có một vị tỳ kheo ngồi trên đó, và chư thiên họ rong ruổi sau hai chiếc thuyền lại đi cùng một cái lộ trình, một cái hải trình. Do đó họ gặp nhau, khi mà hai thuyền gặp diện kiến với nhau chào hỏi qua lại, Ngài Quốc Thanh Đã Tán là biết được cái mục đích Ngài Quốc Thanh Vô Sát đi qua cái Tích Lan để mà dịch Tam Tạng, dịch kinh điển Tam Tạng bằng Tích Lan ra tiếng Pali, tiếng Makathak, Pha Sang. Ngài Vua Thanh Đã Tán này rất là quan hệ, Ngài tán thán, và Ngài cho biết rằng như vậy là Ngài đã có người thừa kế cái lý tưởng đó rồi, Ngài an tâm rồi. Sau đó Ngài dặn dò và điều rồi Ngài trở về Ấn Độ và viên tịch. Ngài Bồ Tát Phú Sát khi Ngài qua bên xứ Tích Lan đó, thì đầu tiên Ngài đi đến thì chư tăng xứ Tích Lan các vị nghĩ rằng
một cái vị sư vừa ấn đi qua đây chỉ chắc có lẽ chỉ để tham quan thôi, nhưng mà ngài có thông có sáng ngài đi thẳng đến cái vị tổng thống Tích Lan, tức là vị Sải Vương gọi là Sankaracharya. Sau khi đỉnh lễ xong, ngài mới trình bày mục đích của ngài, vân lệnh thầy của ngài là thăm Bất Khố Xá, đi qua bên này để chuyển ngữ, để dịch từ, dịch kinh điển từ Tích Lan ra Pali. Lúc đầu thì ngài Sải Vương Tích Lan, vị vua Sải đó cũng chưa có tin cái trí tuệ của Bất Thất Khố Xá mà có đủ khả năng để làm công việc đó. Nhưng mà sau khi kết chuyện và hỏi là những câu hỏi có liên quan đến kinh tạng thì ngài Bất Thất Khố Xá ngài đã trả lời rất thông suốt. Trong đó có bài kệ nó làm chủ đề cho cái bộ Visuddhimaggát thành tịnh đạo. Thì cái bài kệ đó dịch ra tiếng Việt là như thế này: ngài Sải Vương nhắc lại cái câu hỏi của một vị chư thiên đến hỏi Đức Phật: nội triền và ngoại triền chúng sanh bị triền vượt, câu hỏi của Gotama, ai thoát được triền này? Thì khi đó Đức Thế Tôn ngài đã trả lời một cái câu hỏi, ngài đã trả lời câu hỏi cho vị trời đó. Mà chính ngài Bất Thất Khố Xá khi mà được nghe cái câu hỏi của vị chư thiên và hỏi Đức Phật, mà ngài Vô Sải lấy đó để làm câu hỏi chất vấn ngài Bất Thất Khố Xá, thì ngài Bất Thất Khố Xá ngài đã dùng cái câu kệ trả lời của Đức Phật để trả lời cho vua Sải. Người có trí trú giới, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ấy thoát triền. Thì trả lời đúng như vậy đó. Khi ngài Bất Thất, ngài vua Sải Tích Lan rất quý thán phục cái trí tuệ nhạy bén và cái sự ứng đối chính xác 100% như thế. Cho nên ngài Sải Vương ngài mới yêu cầu ngài Bất Thất Khố Xá hãy lấy cái bài kệ mà hiền giả vừa đọc đó, bài kệ mà Đức Thế Tôn đã nói, để viết thành cái bộ sách gọi là Thanh Tịnh Đạo, tức là con đường đưa đến sự thanh tịnh hay là đưa đến niết bàn. Thì bắt đầu ngài Bất Thất Khố Xá ngài lãnh lệnh, ngài đi tìm cái trú xứ ở trong chùa. Sau khi được chỉ định, bắt đầu đêm đó ngài mới viết, ngài viết ở trên cái lá bùa, cái lá bối, ngài dựa vào cái bài kệ này mà ngài viết thành một cuốn quyển sách dựa trên phương diện giới định và tuệ. Người có trí trú giới, ngài giảng về giới, tu tập tâm và tuệ thì tu tập tâm, tức là tu tập tăng thượng tâm đó, tu tập định đó, là ở trong kinh điển Đức Phật đã dạy tu tập như thế nào. Và tu tập tuệ, tuệ ở đây là tuệ đưa đến sự giải thoát, và tu tập như thế nào, những cái đề tài nào. Thì bắt đầu là viết thành 23 chương. Trong 23 chương đó thì 2 chương đầu thuộc về phần giới,
10 chương sau Phật định và 11 chương còn lại thuộc phần tuệ. Giá trị của quyển Thanh Tịnh Đạo thú vị, được xem như là một cái quyển tóm tắt về Tam Tạng, tóm tắt về Tam Tạng kinh điển, hoặc là có thể xem như là quyển sách học để tu, quyển sách gối đầu của tất cả những ai muốn học để tu. Và được các xứ như là Miến Điện hay là bên Tích Lan đã dịch ra cái bộ Thanh Tịnh Đạo này sang cái ngôn ngữ Miến hoặc của Tích Lan, ngôn ngữ Campuchia, để dạy cho chư tăng học. Chúng tôi đang soạn tóc yếu bộ đó, chúng tôi rất thích. Chúng tôi rất thích là bởi vì nếu mà để nguyên văn mà từ cái bản dịch tiếng Anh của ngài Nhanamoli mà ở ban ung thư dạ hạnh đi sư Trí Hải dịch thì dịch từ tiếng Anh ra nó thoát. Rồi đệ tử của ngài Định Sử, tức là Đại Đức Ngộ Đạo hồi xưa khi mà còn tu á, Đại Đức cũng có dịch soạn ra theo cái sự hướng dẫn của ngài về chữ Thái, dịch ra nhưng mà được cái phần giới và phần tuệ và phần định không có, cũng như không. Tuy nhiên đọc hai cái bộ này, một bộ dịch từ bản tiếng Thái và bộ dịch từ bản tiếng Anh, thì chúng ta đọc qua chúng ta thấy các vị đó cũng nương theo Bali, nhưng mà người ta đã dịch ra Thái, ra Anh rồi. Vì đó khi mà chúng tôi dạy ở học viện của Mỹ, mà chúng tôi dạy ở các nơi khác, ở chùa, chúng tôi nhận thấy rằng là đi thỉnh mỗi bộ như vậy đó cho học viên học, đọc đọc rồi dịch vô lớp chúng tôi giảng, khó hiểu quá. Cho nên chúng tôi quyết định là chúng tôi tắt yếu rồi lại. Vì cho đến đây chúng tôi vẫn còn đang tiến hành, gần xong cái phần định rồi. Tôi giới thiệu một vài điều một vài nét về cái quyển Thanh Tịnh Đạo, là cái đề tài môn học cho chúng ta sắp tới. Và bây giờ thì đã hết giờ rồi, chúng tôi xin buổi giảng ở đây để chúng tôi qua rừng lớp Phật pháp của Thích Tâm Bá dẫn nhập, và xin mời Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ, Thượng Tọa sang